Đây cái là cái đề mà thầy gửi lên cái nhóm Facebook trước Tết này em. Tuy nhiên thì cái câu 51 này đó, cái câu 51 này thầy có sửa lại. Tại vì câu 51 cái đề cũ thì phát hiện nó không có câu nào đúng hết. Tức là câu 51 là chỗ phương án A của bên đề cũ là nó là, thầy coi đề gốc nó là đề này. Đề gốc nó là chỗ này, nếu không biết bơi thì là bạn Tuấn không? Ở đây thầy sửa lại là bạn Tuấn nhưng không biết bơi. Và chỗ phương án D thầy cũng sửa lại là biết bơi nhưng không là bạn Tuấn. Biết bơi có nó bỏ chữ nếu. Không. Em sửa lại thầy cái đề. Cái câu 1, câu 51 là thế này. Thế thì cái bài này nó giống như cái câu mà nếu trời mưa thì tôi ở nhà, giống cái đề mà của cái đề mẫu của mấy năm trước đó. Thì ở đây thì để làm những cái câu dạng này thì em phải đặt hai cái mệnh đề, đặt tên hai mệnh đề. Thì đây là mệnh đề dạng nếu thì đó, là bạn của Tuấn là một mệnh đề nè, biết bơi là một mệnh đề nữa. Thì cái chỗ này mình sẽ đặt là mệnh đề B ha, Q. Thì cái đây là dạng mệnh đề B kéo theo Q nè. Thì ở đây mình sẽ đặt B là mệnh đề là bạn của Tuấn. Tuấn là dưới qua. Quy là biết bơi. Có hai mệnh đề gì thì theo đề bài nó cũng cho là B kéo theo Quy là mệnh đề nếu là bạn của Tuấn thì biết bơi. Đây là nó cho đây là mệnh đề sai. Tức là nguyên cái mệnh đề này là sai nè. Đấy. Thì mệnh đề này sai thì nó chỉ có một cái trường hợp duy nhất thôi. Mình ghi chữ suy ra đi, suy ra. Cái trường hợp duy nhất là B đúng, Q sai. Và Q sai. Và mình phân tích các cái phương án. Phương án A đó, phương án A là bạn của Tuấn nhưng không biết bơi. Là phương án A nó chính là cái mệnh đề này nè. Là bạn của Tuấn là mệnh đề B. Không biết bơi nhưng không biết bơi, tức là nó là nó hỏi với cái mệnh đề là quy ngang, quy ngang. Thấy không? Còn cái mệnh đề ở cái phương án B đó, phương án B là nó dạng mệnh đề kéo theo. Nếu không biết bơi, không biết bơi tức là quy ngang. Quy ngang. Thì không là bạn Tuấn, suy ra bên ngang. Thì nó có một cái tính chất là nếu như cái mệnh đề kéo theo này nó sai thì mệnh đề phản đảo, cái này gọi là mệnh đề phản đảo nó cũng sai. Lát nữa mình sẽ phân tích kỹ lại. Tôi sẽ ghi sơ lược các mệnh đề ở các cái phương án này đi. Câu C là nếu không là bạn Tuấn thì biết bơi. Nếu không là bạn Tuấn, không là bạn Tuấn tức là mệnh đề B B ngang. Và nó kéo theo là Q. Còn ở câu D đó, ở phương án D thì nó là mệnh đề ở D, câu D này tôi sửa lại là biết bơi nhưng không là bạn Tuấn. Biết bơi là mệnh đề Q nhưng không là bạn Tuấn, nhưng là mệnh đề hỏi đó. Không là bạn Tuấn tức là B ngang. Thì các em lưu ý là đối với cái mệnh đề đó thì mình có thể lập một cái bảng gọi là bảng giá trị với nó, bảng chân trị nó ra, bảng chân trị hoặc là bảng giá trị chân lý đó. Mình sẽ sắp xếp các cái trường hợp như thế này. Thì đối với mệnh đề B thì nó có hai giá trị là một không, một không thôi, một không, một và không.
Còn cái mệnh đề quy nè, mệnh đề quy thì đối với hai mệnh đề thì nó xảy ra bốn trường hợp như thế này các em. Thì quy đúng, b đúng, quy đúng, hoặc là b cái ghi gì thì nó tôi ghi lần lượt lại thế này đi. Nó có bốn trường hợp đó các em. Đây là b mà đầy quy nè. Đó, thì trường hợp thứ nhất là b đúng quy đúng không? Trường hợp thứ hai là b đúng quy sai. Trường hợp thứ ba là b sai. B sai là số 0. Quy đúng là nó nhận giá trị số 1. Và trường hợp thứ thứ tư là cả hai cái cùng sai hết. Đó. Thì mình nhắc lại là cái mệnh đề B kéo theo Q nó chỉ sai nếu khi khi B đúng Q sai đấy, còn còn các trường hợp khác nó đúng hết nè. B đúng Q đúng thì B kéo theo Q cũng đúng, còn B đúng Q sai thì B kéo theo Q là sai á. Đó. Còn B sai Q đúng thì mệnh đề B kéo theo Q vẫn đúng phải không? Rồi B sai quy sai thì B kéo theo quy cũng sai. À, xin lỗi cũng đúng. Đấy. Thì nó có vô mà đề bài nó cho là B kéo theo quy là sai vậy thì nó chỉ gơ vào cái trường hợp này thôi. Chỉ gơ vào trường hợp này thôi. À, tức là từ cái mà đề B kéo theo quy là sai thì mình chỉ suy ra trường hợp duy nhất là B đúng quy sai thôi. Thấy không? Bây giờ mình mới đi phân tích các cái trường hợp khác nè. À, trường hợp B kéo theo B mà hội với B mà hội với quy quy ngang thì cái mệnh đề này nó chỉ đúng khi nào? Nó chỉ đúng khi cả mệnh đề B và mệnh đề quy ngang đều đúng. Phải không? Thì bây giờ em coi trường hợp thứ nhất nè. B đúng mà quy đúng nữa vậy thì quy ngang sai phải không? Vậy thì mệnh đề này nó sẽ sai. Còn trường hợp thứ hai. B đúng mà quy sai. Quy sai thì lại quy ngang nó lại đúng. Phải không? Vậy thì chỗ này là B đúng và quy ngang đúng cho nên là hội nó đúng. Còn chỗ này là có ít nhất một cái sai thì cái mệnh đề B B hội với quy ngang này sai hết. Đấy. Thì ở chỗ phương án A thì em thấy rõ ràng phương án A là cái mệnh đề này. Không? Mệnh đề này. Vậy thì B sai, B kéo theo quy là sai, tức là nó nhận giá trị không. Thì rõ ràng là B hội với quy ngang là nhận giá trị đúng. Không? Đấy, cho nên đây mình sẽ chọn phương án A luôn. Thế là cô tôi phải phân tích làm sao mà tôi sẽ phân tích tại sao cái B này nó sai nè. B này nó sai. Thì ở đây em thấy là cái mệnh đề quy quy ngang của mình á thì nó nhận giá trị ngược lại với mệnh đề quy. Thấy không? Mệnh đề quy của mình ở đây là nó đang nhận giá trị là 1 nè. Vậy thì quy ngang là 0. Rồi chỗ này quy nó là 0 vậy thì quy ngang là 1. Thấy không? Rồi chỗ này quy là một vậy thì cái này là không lại một lại. Còn cái b ngang thì nó lại nhận cái giá trị là ngược lại đối với cái thằng b này, thằng b này, thấy không? À, thì ở đây nó sẽ nhận giá trị là không 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 một một. Vậy thì bây giờ em thử lập cái giá trị của b b quy ngang kéo theo b ngang này. Thì cái này không suy ra không là đúng. Không? Cái này là quy ngang nè, kéo theo b ngang nè. Còn một một mà kéo theo không là sai. Rồi không kéo theo một là đúng. Này đúng. Như vậy thì nếu như nếu như cái ở câu B này là đúng đó, nếu như mình chọn phương án B này đó thì ở đây đó là mình sẽ suy ra được là các cái trường hợp sau đây. Tức là cả hai mệnh đề BQ đều là đúng, tức là trường hợp thứ nhất. Đúng không? À, hoặc là gì à, B đúng quy sai hoặc là cả hai cái cùng sai cho nên là không có suy ra được trường hợp B đúng quy sai này được cho nên là cái mệnh đề B kéo theo quy này rõ ràng là nó không sai. Đấy. Nếu như quy mà kéo theo B này mệnh đề đúng không? Nếu nếu như câu B mà đúng thì có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái giả thiết là cái mệnh đề này nó không còn sai nữa mà nó trở thành mệnh đề đúng. Đấy. Đấy, cho nên mình không chọn phương án B là gì. Đấy không? Còn cái phương án C là B kéo theo quy
B kéo, B ngang kéo theo quy, B ngang kéo theo quy ha. Bây giờ mình coi coi cái B ngang kéo theo quy là như thế nào nha. B ngang kéo theo quy nè. B ngang ở đây của mình lúc này nó là không nè. Trường hợp thứ nhất là B ngang là không nè. Mà quy ở đây nó là một nè, đúng không? Vậy là không kéo theo một là gì? Là một. Không. Không. B ngang lúc này đang là không nè. Thấy không? Kéo theo quy. Quy là một, thấy không? Là sai suy ra đúng là nó đúng nha. Sai suy ra đúng là đúng. Mình đề kéo theo là em nhớ là sai suy ra đúng là đúng. Thấy không? Rồi sai suy ra sai cũng là đúng. Đấy. Bây giờ chỗ chỗ cái trường hợp thứ hai này là B nó là B ngang này lúc này nó đang là không. Còn quy là nó là không luôn, vậy là sai suy ra sai là đúng. Đúng chưa? Đó. Còn cái trường hợp thứ ba nè, trường hợp thứ ba là lúc này cái B ngang nó là gì? B ngang nó là một. B ngang một. Còn quy là một. Quy là một luôn, quy là một luôn. Vậy thì đúng mà suy ra đúng là đúng. Đúng không? Còn trường hợp thứ tư là cái B ngang lúc này đúng rồi, suy ra quy là sai, sai là đúng, suy ra sai là nó sai. Như vậy thì nếu như mình chọn câu C, nếu như mình nói ở cái mà đề cho câu C là đúng thì nó sẽ suy ra tới ba trường hợp đó. Nó suy ra ba trường hợp, đó là trường hợp là cả hai cái cùng đúng rồi. Cả hai cái B quy cùng đúng rồi. Mà B quy cùng đúng không có thể nào suy ra được cái B kéo theo quy sai được, phải không? Cho nên mình loại câu C luôn. Đấy. Thế là còn còn cái câu câu D thì sao? Câu D nó chính là mệnh đề quy hội với B ngang. Quy hội với B ngang thì chỗ nào mà cả hai cái này nó cùng đúng mới được. Nên thì cái mệnh đề này mới đúng. Đúng không? Đấy thì em thấy là quy hội với quy B ngang thì chỗ này là quy là một nè. B ngang là một luôn. Thì hai thằng này hội lại là nó là một. Chỗ này mình ghi là quy hội với B ngang ha. Đấy. Thì lúc này cái quy nó là một. Anh xin lỗi này chứ quy không chứ. Tôi nhầm. Nhầm rồi. Tôi nhìn lộn. À, thì xét từ trên dưới đi. Chỗ này là quy nó nhận giá trị một nè. Trường hợp thứ nhất là quy nhận giá trị một nè các em. Thấy không? Quy nhận giá trị một. Quy nhận đang nhận giá trị một nè. Và cái B là nó B ngang là nó đang nhận giá trị không. Cho nên là hai thằng này hỏi nhau thì nó ra không. Còn trường hợp thứ hai lúc này là quy nó lên nhận giá trị không. Thấy không? Còn cái B ngang nó cũng là không. Cho nên là hội với nhau là không. Còn còn cái trường hợp thứ ba là lúc này quy nó đang nhận giá trị một, đúng không? Còn cái B ngang á nó cũng nhận giá trị một luôn, vậy thì nó là một. Còn trường hợp thứ ba là quy này nhận giá trị không, B ngang này nhận giá trị một, hội lại nó có nó là không. Như vậy thì nếu như mà ở cái mệnh đề chỗ câu D này em nói mệnh đề ở chỗ câu D là đúng á, thì nó chỉ có xảy ra chỗ cái trường hợp duy nhất là B sai quy đúng nha. Mà B sai quy đúng thì rõ ràng là nó B kéo theo quy là đúng. B kéo theo quy là đúng, tức là cái câu dẫn của mình ở trên đây lại là mình đề đúng. À, cho nên là nó trái với giả thiết nha. Cho nên D nó cũng không được chọn. À, D là mình đề sai. Đấy. À, thì các em lưu ý là với hai mệnh đề B và quy. À, với hai mệnh đề B và Q, cái này mình lưu ý ha, lưu ý à, với hai mệnh đề B và Q thì B kéo theo Q chỉ sai khi B đúng và Q sai, chỉ sai thế này. Và còn mệnh đề là B hội với quy chỉ đúng khi B và quy cùng đúng. À,
Thì các em lưu ý như thế ha. Còn cái mệnh đề B, cái này đọc là B và Q đó. Còn cái mệnh đề B tuyển với Q, cái này đọc là B hoặc Q. Cái này nó chỉ sai khi nào? Chỉ sai khi B và Q cùng sai. Cùng sai. Đấy. Bây giờ thì thầy lại hỏi tiếp là như vậy thì cái mệnh đề Q kéo theo B nó sai khi nào? Sai khi nào? Đấy, hỏi như thế thì các em có trả lời được không? Các bạn nào trả lời được câu hỏi của thầy không? Bạn nào? Bạn Phương Nghi, nói cho thầy nghe coi. Dạ thầy là khi thi quy đúng mà B sai. Rồi, thầy cảm ơn, rất tốt, phải không? Đấy, thì em nhớ là mấy cái tính chất của mệnh đề đó, thì những cái câu này thì mình sẽ nhận nhận biết được. Như vậy thì ở đây đó, thì với cái lưu ý của thầy nói như thế đấy, thì thường là những cái câu như thế này đó, là nó sẽ hỏi là cho cái mệnh đề sai mà dạng B kéo theo Q đó, thì mình sẽ suy ra được chỉ có một cái trường hợp của BQ thôi. Cho nên là nếu mà nó hỏi mệnh đề nào đúng thì có nghĩa là từ cái mệnh đề đúng đó em cũng suy ra được đúng một cái trường hợp của cái câu dẫn ở trên thôi, nhớ chưa? Thì cái dạng này như thế, em lưu ý giùm thầy ha. Rồi tới cái câu 52. 52 này thì kiểu đánh giá thứ tự rồi, thấy không? Thì ở đây nó nói là An cao hơn Tuấn. An cao hơn Tuấn thì bây giờ em ghi Tuấn ở đây, rồi em ghi nhỏ hơn An này, thì em ghi thì An cao hơn Tuấn, không? Rồi Bình không cao bằng An. Bình không cao bằng An có nghĩa là Bình vẫn nhỏ hơn An, không? Thì theo ngôn ngữ thông thường không cao bằng An có nghĩa là nó thấp hơn đó. Và Đức lại thấp hơn Tuấn. Đức lại thấp hơn Tuấn. Mình cứ cứ viết cái sơ đồ ra như thế này là được rồi. Đấy. Thì nó hỏi là phát biểu nào sau đây là đúng nhất. Thì mình thấy là giữa ông Bình với ông Tuấn thì nó đều bé hơn An hết, đúng không? Nhưng mà vẫn không có cái gì đó để so sánh giữa Tuấn với Bình, phải không? Ở đây nó nói Tuấn cao hơn Bình là chưa chắc, đúng không? Và ở đây nó nói Bình cao hơn Tuấn cũng chưa chắc luôn. Rồi Đức cao hơn An cũng chưa chắc luôn. Đức cao hơn An là chắc chắn sai chứ. Để đây Đức nhỏ hơn Tuấn mà Tuấn nhỏ hơn An, gì thì Đức nhỏ hơn An, nhưng mà ở đây để Đức cao hơn An là sai. Đấy. Cho nên là ở đây là chỉ có phương án D là chưa đủ cơ sở để kết luận Tuấn hay Bình cao hơn. Đấy, thì cái câu 52 mình làm như thế thôi. Đấy thì mình sẽ xem từ cái câu 53 đến câu 56. Thì câu 53 đến câu 56 thì như thế này nha. Có đúng 6 bài thơ được đăng trong một số tạp chí sắp xuất bản, và 3 bài thơ FHNL là của tác giả Ô, không? FHNL của tác giả Ô, 3 bài còn lại là RST là của tác giả W. Thì mỗi bài thơ chỉ xuất hiện đúng một lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ đăng ở các trang là từ 110, 15, 20, 25, 30, 35. Và thứ tự xuất hiện của các bài thơ tính từ đầu, từ trang đầu đến cuối phải thỏa cái điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là các bài thơ ở trang 10, 20, 30 phải cùng một tác giả. Thấy không? Như vậy thì mình thấy là rõ ràng là cái điều kiện thứ nhất á. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là của tác giả, của một tác giả thì nó nằm toàn bộ ở trang chẵn, còn của một tác giả làm toàn bộ ở trang lẻ. Trang lẻ là có số 5 á, 5 cái cuối cùng đó là 5 á. 5 20, nó xin lỗi 15, 25 với 35. Đó. Và cái điều kiện thứ thứ hai là H phải xuất hiện trước T. H phải xuất hiện trước T, thấy không? H phải xuất hiện trước T, tức là bài thơ H phải trước bài thơ T. Còn R thì phải xuất hiện trước L. Đấy, nó có thêm hai cái điều kiện ràng buộc như thế. Thì bây giờ đó là mình sẽ coi coi cái thứ tự nào dưới đây được chấp nhận,
ha, được được chấp nhận được, mà các bài thơ có thể xuất hiện trong tạp chí từ đầu đến cuối. Thế mình sẽ phân tích từ từ ha. Thì bây giờ ở cái câu A đó, thì bây giờ đó là mình thấy nè, đối với những cái nào cùng tác giả, mình để cùng màu đi để coi nó có đúng không nha. Để cùng màu đi, đây màu đỏ nè. S là của tác giả V kép phải không? S R R S R T cùng tác giả chưa? Cùng tác giả. F F L H F L H là của tác giả ô nè, nó cùng cùng ở vị trí 10, cùng vị trí 15 25, tức là xen kẽ đó. Ý đồ là cái điều kiện này có nghĩa là gì? Cái bài thơ của hai tác giả nó phải xen kẽ, và mình thấy ở đây nó thỏa mãn cái điều kiện thứ nhất rồi nè. S R tức là trang 10 nè, trang 10, trang 20, trang 30 là nó cùng của một tác giả rồi đó, là thỏa điều kiện thứ nhất không? Thỏa điều kiện thứ nhất. Bây giờ mình coi điều kiện thứ hai là không thỏa nè, H xuất hiện trước T là không thỏa nè, thấy không? Rõ ràng H nó sau T không thỏa, cho nên ở đây mình sẽ loại cái phương án này. Đấy, mình phân tích mấy cái điều kiện từ từ đây. Đấy. Và tương tự vậy thì câu B nó sẽ vi phạm cái điều kiện nào? Đấy. Mình thử tô đỏ mấy cái của tác giả ô rồi, đơn giản của tác giả gì, tác giả V kép. Nó vẫn xen kẽ ha, các em, xen kẽ tức là điều kiện thứ nhất nó thỏa, điều kiện thứ hai là H trước T cũng thỏa, điều kiện thứ ba là R xuất hiện trước L sai, là mình cũng loại cái phương án này rồi. Còn C với D chúng ta chọn cái nào em? Rồi chúng ta chọn cái nào? Chưa thấy ý kiến C với D. À, mình thử thử mình đánh dấu những cái nào nó cùng tác giả ha, cùng tác giả nè, cùng tác giả là R và S T. Rõ ràng là của tác giả này nó không đứng, tức là nó không đứng xen kẽ nè, thấy không? Ở trang 10 rồi 20, 30 nó không xen kẽ, cho nên ở đây mình loại phương án C luôn, cho nên chỉ còn phương án duy nhất mình chọn D, không? Và em có thể phân tích kỹ lại, ví dụ như em muốn muốn phân tích từ cái phương án D đảo về phương án A, thì ví dụ như mình phân tích phương án D trước thì mình thấy rõ ràng là nó cũng xen kẽ nè, đúng không? R rồi T rồi S là xen kẽ với H F F L xen kẽ, và đồng thời là H trước T rồi R trước L thọ, đúng không? Đấy. Rồi, vậy thì ở chỗ câu 53 này mình chọn phương án D. Để thầy coi coi có ý kiến gì. Rồi, 53B có bạn chọn 53D. Lúc 1 phút trước là tôi chưa ra đáp án. Rồi, câu 54. À, nó nói là nếu ớt nó xuất hiện ở trang 15. Không, ớt nó xuất hiện ở trang 15. Thì bài thơ nào dưới đây phải xuất hiện ở trang 25? Đây. À, mình kẻ cái mình kẻ một cái dòng thứ tự đi để cho dễ thấy. Bây giờ chúng ta kẻ cái dòng thứ tự này thôi. Ở dưới đây đặt số là 10, 15, 20. Bây giờ mình sẽ đặt cái S ở vị trí 15. S 15. Vậy thì còn hai vị trí là 25 với 35 thì nó phải là của cái tác giả V kép, tức là R và T. Thấy không? Bây giờ như vậy thì còn hai cái R và T, một cái nó phải nằm ở trang 25. Không? Bây giờ mình giả sử như nếu mình đặt vấn đề là nếu R ở trang 25. Trang 25. Thì sao? Thì suy ra là T nó phải ở trang 35 đúng không?
trang 35. 35. Đấy. Nếu mẹ R ở đây thì T nó phải ở đây. Hợp lý chưa? Và NL thì mình sẽ suy ra là NL nó phải sau sau NL, cho nên là NL nó là trang 30. Trang 30. Không? Tức là NL nằm đây. Lấy chưa? Và H phải là trước T, cho nên ở đây H ở vị trí số 10 hoặc vị trí 20 đều trước T được hết. À, cho nên thỏa điều kiện. Thỏa. Không? Đấy. À, thì mình phân tích thì mình thấy là cái vị trí 25 này chỉ có R hoặc là T thôi, đúng không? Nhưng mà R mình thấy hợp lý, còn T có hợp lý không? Nếu mà T nó nằm ở vị trí này, à, nếu nếu mà T ở cái trang 25 thì do cái tính chất của cùng tác giả, cho nên là suy ra R phải ở trang 35. Trang 35 là trang cuối cùng. Mà à, trang 35 là trang cuối cùng, mà cuối cùng thì suy ra là nó sẽ vi phạm cái điều kiện là gì? R trước NL. Trước NL. Không. Thì NL nằm bất cứ vị trí nào. Trong trường hợp này nếu mà NL nằm bất cứ vị trí nào thì NL nó cũng là trước R hết, nó không có thỏa cái điều kiện là R trước NL. Không. Cho nên mình trường hợp này là loại. Vậy thì có hai trường hợp, mình có thấy có hai trường hợp thôi, nhưng mà cái trường hợp thứ hai là cái T này nằm vị trí 25, là trang 25 là loại rồi, cho nên ở đây mình chỉ có là gì đây, R ở vị trí 25 thôi, không có cái nào khác, nó bắt buộc như thế. Không. Cho nên là câu 54 mình chọn phương án C ha. Cái này các em theo kịp ha. Bởi vì S nó nằm vị trí 15 rồi, cho nên là vị trí 25 là chỉ còn là R hoặc T. Mình sẽ phân tích hai hai trường hợp đó. Coi cái nào nó có thể thỏa mãn được những cái điều kiện ở trên đây. Được chưa? Rồi, tiếp tục. À, mình nói câu 55 ha. Câu 55. Ở đây nó nói là nếu F và S xuất hiện ở các trang là 30, 35. Không. 2, 3, 4, 5, 6. Cái này 30 nè, 35 nè. Và mình dành cho thằng F với thằng S ở đây nè. Như vậy thì của cái tác giả W là S đó, là nó nằm ở trang có số 5. Thấy không? Trang số 5. À, tại vì S nó nằm ở trang có số 5 rồi, nên là RT nó cũng nằm ở phải phải nằm ở trang có số 5. Thấy không? Và cái câu này nó hỏi là cặp bài thơ nào sau đây phải xuất hiện ở trang 10 và trang 15. Trang 10 và trang 15 ha. Trang 10 ở đây. Trang 15 ở đây. Thì mình cũng phân tích giống như nãy đi, bây giờ S là nó nằm ở trang, do S nè nó nằm ở ở trang 35. Nhưng đây là suy ra là trang 15 chỉ có thể là gì? Trang 15 chỉ có thể là cùng tác giả với nó. Cùng tác giả với nó là R hoặc T. Là R hoặc là T. Đúng chưa? Hoặc là T. Bây giờ mình phân tích hai trường hợp này thôi. À, nếu R nằm ở trang 15. R nằm ở trang 15. Ở đây mình thấy có R nằm trang 15 là chỗ này nè. Rõ ràng là L không thể nằm trang 15 được, đúng không? Chỉ có là R hoặc T trang 15 thôi, mình loại đáp án này đi. Thì nó có hai trường hợp là R ở trang 15 nè và T ở trang 15. R ở trang 15 mà trường hợp T ở trang 15. Đấy, thì bây giờ mình sẽ coi là nếu mà trường hợp R ở trang 15 thì sao? Thì suy ra cái thằng T này nó phải nằm ở trang 25 đúng không? 20 nè, 25 nè. Thì T nó phải là trang 25. Rồi.
MCAT trang 25. Mà T trang 25 gì còn hai còn còn lại là mình phải nhớ là gì? Mình mới nhớ cái điều kiện tiếp là H nằm phải nằm trước T. H nằm trước T và R phải trước L. R phải trước L vậy thì suy ra R nằm đây vậy thì R L thì mình suy ra là L là gì? Phải ở trang 20. Trang 20. Thấy không? Trang 20 mà L trang 20 rồi. Như vậy thì H mình suy ra là H nó phải trang 10. Trang 10. Vậy thì cái H nó nằm ở trang 10 ở đây là hợp lý không? H trước T hợp lý. Cái này hợp lý. Đấy. Vậy thì H nằm ở vị trí số 10 và R vị trí số 15. Thấy không? Đấy. Rồi có khả năng mình sẽ chọn phương án B. Nhưng mà bây giờ mình thử phân tích tiếp coi nó cái trường hợp hai có được không nha. Như vậy thì nếu mà H nếu nếu mà L gì trang trang 10 thì L đâu có trước R được đúng không? Cho nên mình loại cái này luôn rồi. Cái này hợp lý rồi. Vậy còn câu C thì sao? Câu C nếu như mà T nằm ở trang 15. T trang 15. Thì suy ra được cái gì? T trang 15 thì mình sẽ có cái đồ hình nó như thế này. 10 nè. 15. Chỗ này là T không? Này là 25, à, 20. 25. 30. 25. Cái này là S à. Cái này là F à. À, nếu mà T T nằm ở trang 15 thì chỗ này mình phải suy ra được là cái H nó phải ở trang 10. H ở trang 10 ha. H ở trang 10. Mà do T ở vị trí trang 15 thì mình cũng suy ra được là T 15 rồi nè. Và cái trang có số 5 đó là phải là R đúng không? T R S, T R S nhưng mà có T với S là gì thì R với trang 25. Đấy. H ở trang 10. Không, thấy H trước T mà thì bắt buộc H ở trang 10 thôi. Vậy thì L chỗ này thì suy ra là gì? L trước R. Trước R. Mâu thuẫn với cái điều kiện. À, mâu thuẫn với cái điều kiện 3. À, cho nên chỗ này là loại. Vậy thì mình phân tích kỹ ra thì mình thấy là chỉ có cái trường hợp B thôi. Là H nằm ở trang 10 và R nằm ở trang 15. Đấy. Đây là câu 55 ha. Câu 55. Bây giờ mình tới câu 56. Câu 56 là nó nói là nếu như H là xuất hiện ở trang 25. 10, 15, 20, 25, 30, 35. À, nó nói là H là xuất hiện ở trang 25. H xuất hiện ở trang 25 thì danh sách nào dưới đây là danh sách mà tất cả bài thơ có thể xuất hiện ở trang 20. Thấy không? Thì H đó, mình nhớ là H H và FNL. H FNL là của tác giả ô và nó nằm ở cái trang trang chẵn rồi. Em xin lỗi trang lẻ 25 mà. Như vậy thì cái trang 15, trang 35 á. Vậy thì ở trang 15. Thôi mình xét trang 35 đi. Ở trang 35 phải là L hoặc F. Không? No. Không, mình phân tích gì thì nó gặp nhiều trường hợp lắm. Phân tích lại đây. Mình sẽ sử dụng điều kiện thứ hai em. Sử dụng điều kiện thứ hai của mình đó là H phải trước E trước T. Mà T nó vị trí trang chẵn, phải không?
T nó phải vị trí trang 10, 20, 30 thôi, đúng không? À, vì chỗ này là vì vì H phải trước T nè, trước T nên suy ra T nó bắt buộc phải là gì đây? T nó buộc phải là ở ở trang 30 đúng không? T buộc phải trang 30, T buộc trang 30 là T nằm đây. Yeah. Đây, này. Như vậy thì trang 20 là S với R đúng không? Trang 20 là S với R. Vậy từ đây suy ra là gì? Trang 20. Tại vì lúc này T là nó nằm ở trang trang chẵn mà trang chẵn, trang có số 0 cuối đó. Mà ở cái trang mà cái số 0 cuối là 10, 20, 30 thì phải là vị trí của cùng một tác giả với của bài thơ T, cho nên là SR là ở vị trí 20. Cho nên là trang trang 2 20 chỉ có thể là R hoặc S. Thế thì R được không? À, thì mình có thể phân tích nè. Thì cái điều kiện mình lấy H ở đây, T ở đây thì có nghĩa là điều kiện thứ hai thỏ rồi. Đấy, thường mình coi điều kiện thứ ba nữa là nếu như mà R ở trang 20 đó, trang 20 thì suy ra L là 35 ở trang 35. Ở trang 35 là nó thỏ điều kiện 3. Ở điều kiện 3. Thấy không? Mình nhận. Vậy thì rõ ràng là cái R nó có thể trang 20 là có thể. Còn nếu mà S ở trang 20. Ở trang 20 thì suy ra là R nó phải ở trang 10. Ở trang 10. Mà R nó nằm ở trang 10 thì L ở cái trang nào cũng được. L có thể là 35, có thể 15 cũng được. Thì suy ra là L nó ở trang 15 hoặc 35 đều được. Đấy. Như vậy thì rõ ràng là nếu mà thằng S ở trang 20 vẫn thỏ nha. À. Đấy. Như trường hợp này vẫn thỏ. Vậy thì mình sẽ chọn phương án C. Đấy. Thì R và S thì đều có thể nằm ở vị trí trang 20 được. À. Đấy là câu 56. Rồi tiếp theo là mình coi cái câu từ câu 57 đến 60. Là nó nói là có đúng 7 học sinh. 7 học sinh mà chia làm hai nhóm. Hai nhóm học tập. Nhóm 1 và nhóm 2 đúng không? Nhóm 1 và nhóm 2. Và nhóm 1 thì có 3 thành viên thôi. Nhóm 2 là 4 thành viên. Thấy không? Điều kiện thứ nhất, thật ra cái điều kiện ở trên câu dẫn này nó cũng là điều kiện đó các em. Nhiều khi mình không để ý không? Đấy. Rồi các học sinh phân vào nhóm thỏa mãn điều kiện sau đây. R và T không được phân vào cùng một nhóm. Thấy không? R và T không được phân vào cùng một nhóm. Vậy thì nếu R nhóm 1 thì T phải nhóm 2. Thấy không? Còn cái điều kiện thứ hai này nè. Nếu S ở nhóm 1 thì V cũng phải nhóm 1. Thấy không? Cái điều này thì nó xảy ra những cái khả năng nào các em biết không? Nếu S ở nhóm 1 thì V nó cũng ở nhóm 1. Nếu như mình lỡ phân S ở nhóm 1 thì bắt buộc V mình nhảy phải nhóm 1. Đấy. Còn nếu mà S ở nhóm 2 thì V nó làm sao các em? Ai nói được? À, từ cái điều kiện thứ hai này nè, em hiểu sao đây? À, nếu S ở nhóm 1 thì V nó cũng ở nhóm 1, đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ nếu mình lỡ mình thấy S ở nhóm 1 thì bắt buộc mình cũng phải ship V ở nhóm 1 luôn. Đấy. Hiển nhiên là nếu mà mình thấy S nhóm 2 thì V nó có thể nhóm 2, nhưng mà V nó vẫn có thể nhóm 1 nha. Đấy. Đấy. Cho nên là không phải nhất thiết là
Nếu mà V nhớ một thì ếch nhớ một đâu. Đấy. Còn cái câu nó nói là nếu chỉ thằng ếch đã nhớ một thì mình phải bắt buộc phải V nhớ một. Nhưng mà nếu thằng ếch đã nhớ hai thì thằng V nó có thể nhảy qua nhớ một hoặc thằng V nó có thể nhảy nhớ hai. À, em hiểu đại khái thế. Còn cái câu nếu thì đó thì nó cũng xuất phát từ cái mệnh đề là B B kéo theo quy là đúng và nó xảy ra tới ba trường hợp rồi. Còn nếu B kéo theo quy là sai thì nó có một trường hợp thôi, đúng không? Đấy, thì các em lưu ý chỗ đó. Thì chỗ mệnh đề nếu thì này đó thì nó hay vận dụng chỗ đó và thầy thấy là có nhiều người hay nhầm lẫn chỗ đó. Cái điều kiện thứ ba là V kép ở nhóm 1 thì T phải ở nhóm 2. Không. Đấy, thì cái này nó cũng không có nghĩa là V kép với T là phải khác nhóm đâu. Cái này nó không có nghĩa là V kép với T là phải khác nhóm. Phải khác nhóm. Không có nghĩa như thế. Nó có thể cùng ở nhóm 2 được các em. V kép với T nó có thể cùng ở nhóm 2 được. À, chỉ có khi nào mà V kép ở nhóm 1 á, thì cái thằng T nó không được nhảy vô nhóm 1 thôi. Đấy. Còn nếu mà V kép ở nhóm 2 thì cái thằng T nó có thể nhảy nhóm 2 hoặc T nó có thể nhảy nhóm 1 được. Đấy. Còn ít thì chắc chắn là phải nhóm 2 rồi đúng không? Và em lưu ý mình còn cái Y bây giờ nó không có để Y ở nhóm nào hết. Đấy. Cho nên là mình sẽ sắp xếp như sau. Bây giờ mình chia làm hai nhóm đi. Chia hai nhóm. Ở đây mình để là 1, bên đây là 2. Thấy không? Bây giờ nó nói R ở nhóm 2. Nếu R ở nhóm 2 thì học sinh nào cũng ở nhóm 2. Thì theo điều kiện đó là ít nó phải bắt buộc ở nhóm 2 rồi đúng không? Ít ở nhóm 2 rồi, đúng không? Nhưng mà ở đây là nó nói R với T không phân được một nhóm cho nên là T bắt buộc ở nhóm 1. Thấy không? T ở nhóm 1. Đấy. Như vậy thì cái em nào là ở nhóm 2. T ở nhóm 1 rồi. Nếu V kép ở nhóm 1. Em chọn phương án nào đi. Rồi. Đây là em phân tích phương nào đây. Là T là chắc chắn nó không thuộc ở nhóm 2 rồi mình loại không? T là bắt buộc nhóm 1 rồi. Đâu đâu để thầy coi, coi bạn có ý kiến gì đây. À, Nguyễn Đức Kha 57C, 57D. À, chọn hai lần. Đấy bây giờ như vậy thì xem không được phải không? Đấy. T và R không nhóm 1 hay là y y từ giờ nó chưa để nói y phải không? V kép. Đấy, còn như vậy thì rõ ràng là cái V kép này nó nếu như cái V mình phân tích nè, nếu như cái V kép mà nó ở cũng ở nhóm 1 luôn. Phải không? Nếu như cái V kép mà ở nhóm 1 luôn thì mình được cái đồ hình như thế này rồi nè. Bây giờ mình lập luận là nếu như cái thằng V kép mà nó thuộc cái nhóm 1 thì suy ra cái thằng T nó phải thuộc cái nhóm 2, vô lý. Thấy không? Vô lý. Cho nên là suy ra là cái V kép này nó phải thuộc nhóm 2. Đấy, thì chắc cú rồi nè. Thế mình cũng vận dụng cái chỗ này. Mình vận dụng cái điều kiện thứ 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 ba này nhưng mà không phải mình vận dụng là do thằng T nó ở nhóm 1 thì bắt buộc V kép nhóm 2 không phải gì. Thấy không? Mình phải lập luận như thế này. Nếu thằng do thằng T nó nhóm 1 thì nếu như thằng V nó cũng ở nhóm 1 luôn thì bắt buộc T nó phải nhảy sang nhóm 2 mới vô lý. Đấy. Thì mình có thể lập luận như thế, nó hơi vòng lại một chút. Nhưng mình hiểu đại khái thế. Đấy, thì ở đây câu 57 mình chọn phương án D ha. Rồi. Bây giờ mình sang câu 58 coi. Nếu V kép ở nhóm 1 thì học sinh nào cũng ở nhóm 1 đây. Ở đây mà cứ 1 2 này. Đấy, nếu V kép ở nhóm 1 thì bắt buộc thằng T nó cũng phải nhóm nhóm 2 rồi. Thì theo do cái điều kiện ở điều kiện 3 này. Và X này nó cũng nhóm 2 luôn không? X này nhóm 2 luôn rồi mình ship vô nhóm 2 trước đi. Đấy. Rồi, bây giờ R và T không cùng một nhóm. R và T không cùng nhóm tại vì T nhóm 2 rồi cho nên là R nó phải nhóm 1. Đấy, đây là điều kiện thứ nhất. Thì nó hỏi là học sinh nào dưới đây cũng phụ thuộc nhóm 1.
Phải A chưa? Thì thấy rõ ràng là R nó phải rồi. Rồi, tiếp tục ha. Tiếp tục bây giờ mình coi cái câu 59 này, 59. À, mình cũng ship 1 2 như thế này đi, 1 2 nè. À, thì ít thôi, chắc chắn là nhóm 2 rồi. À, nếu V cùng nhóm với T. Đúng chưa? Thì nếu mà nó cùng nhóm với T thì nó chỉ có thể cùng nhóm 2 thôi. Đúng không? Thì rõ ràng V kép với T này cũng có thể là cùng nhóm. Tại vì nếu nếu mà cùng nhóm ở nhóm 1 thì nó lại vi phạm với điều kiện này, V kép nhóm 1 thì T phải nhóm 2. Đấy. Cho nên là nếu mà nó cùng nhóm thì nó chỉ có thể cùng nhóm 2 thôi, thấy không? Thấy không? Đấy. Thì mỗi cặp học sinh sau đây có thể, nhưng mà do thằng T này ở nhóm 2 thì bắt buộc là R nó phải ở nhóm 1 rồi. Thấy không? Tại vì T với R là không cùng thuộc một nhóm này. Thấy không? Rồi, nếu ở tại nhóm 1 thì V cũng nhóm 1 phải không? Rồi. Thì bây giờ mình phân tích thử cái trường hợp nào coi. Thì các em lưu ý là ở đây nó có cái điều kiện thứ hai nữa, giờ mình chưa nói là S, và nếu S ở nhóm 1 thì V kép nó cũng ở nhóm 1. Thấy không? Đấy. Để bây giờ mình phải lấy cái cặp này mình phân tích thử ha. Nếu như mà R và S là thuộc nhóm 1 thì suy ra thằng V này nó cũng thuộc nhóm 1, tại vì S với V đâu phải là phải cùng thuộc một nhóm mà. S và V cùng thuộc một nhóm mà, phải không? Đấy, cho nên là nếu cái cặp này thuộc nhóm 1 thì thằng V này thuộc nhóm 1, vậy thì suy ra nhóm 1 có 4 4 người, 4 người loại. Thì nếu mình lấy từng cặp đó là mình cũng cũng để cũng cũng phân tích như thế, cùng một nhóm. Nếu mà R và S, mình đang phân tích phương án A đây, thấy không? Nếu mình phân tích phương án A này thì R S mà nó thuộc cùng nhận thuộc nhóm 2. Cùng thuộc nhóm 2 thì suy ra là nhóm 2 có 5 người. Nhóm 2 có 5 người. Ha, 5 người. Này cái này cũng cũng loại luôn. Thấy không? Vậy thì cả hai cái này mình loại A. Loại A. Đó là mình không chọn A. Thấy không? Là câu 59 thì mình chọn A luôn à. À, sao tôi thấy nó sai sai cái gì à? Tôi đang bị dối nha. À, cái câu hỏi này đọc kỹ lên em. Nếu V kép cùng nhóm với T thì mỗi cặp học sinh sau đây đều có thể chung một nhóm. Thì R và S có thể cùng nhóm 1 không? À, xin lỗi, tôi nhầm. Phân tích từ giờ tôi nói sai. À, xin lỗi các em. À, các em bỏ bỏ cái này giùm thầy. Xin lỗi. À, R và S thì chưa đủ 4 người. Nó giảng thọ chứ, thấy không? Đấy, bây giờ tôi thử câu A lại nè, thử qua nè, xét A nè. À, xét A. Xét vấn đề A. Nếu mà RS là cùng ở nhóm 1 phải không? RS là cùng nhóm 1 thì ở đây tôi thêm chữ S vô. Thì S chưa? RS thì cùng nhóm 1, nhưng mà V này nó vẫn thuộc nhóm 1 phải không? V là thuộc nhóm 1. V tại V cùng với S thì này đủ 3 người à. Cho nên là mình sẽ thêm Y vào đây. Nó thỏ không? Thấy không? Xét A. Xét A thì nếu như RS là thuộc nhóm 1 thì suy ra V là nhóm 1 luôn. Thuộc nhóm 1 là đủ 3 người rồi. Vậy thì suy ra cái thằng còn lại, thằng Y nó thuộc nhóm 2. Hợp lý chưa? Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý như vậy thì cái R và S này nó là có thể chung một nhóm được. Thấy không? Vậy thì không chọn A. Không chọn A tại vì nó nói ngoại trừ mà. Ngoại trừ có nghĩa là nó không thể cùng một nhóm được, đó thì mình mới ngoại trừ ra đó. Bây giờ mình tiếp tục mình xét cái trường hợp thứ thứ hai, biến cố B. À, xin lỗi, cái phương án B nha. Mình xét B đi. Xét B. Thì mình Dũng cũng cũng sử dụng cái đồ hình của mình lại là một nè. Nó có R và hai thì nó có là cái V kép với T cùng thuộc một nhóm 2. Cùng thuộc nhóm thì nó chỉ có thuộc nhóm 2 thôi, và ít nó có sẵn ở đây ít là mới chứ. Bây giờ ví dụ như mình đang xét ở B nè, xét B
Và xét B thì nó chia làm hai trường hợp là S với Y là cùng thuộc nhóm 1. Đấy không? S với Y cùng thuộc nhóm 1 thì sao? Mà theo theo cái điều kiện số 2 của mình á, điều kiện số 2 của mình nè. Và S nhóm 1 và thì V cũng phải ở nhóm 1, đúng không? Nếu S ở nhóm 1 thì V cũng nhóm 1. Đấy, cho nên là theo điều kiện 2. Điều kiện 2 thì điều kiện số 2 thì suy ra là V nó cũng thuộc nhóm 1 luôn. Không? Ở đây SI là thuộc nhóm 1 rồi, và giờ thằng V thuộc cái nhóm 1 nữa, thì tổng cộng thì suy ra nhóm 1 có 4 người. Nhóm 1 có 4 người. Có 4 người. Nên mình loại. Loại trường hợp này. Đấy, cái trường hợp 2 là nếu mà SI này nó cùng thuộc nhóm 2. SI này cùng thuộc nhóm 2. Thấy không? Mình đang xét SI này cùng thuộc nhóm 2 ha. Như vậy thì rõ ràng là như vậy thì nhóm 2 lúc này nó sẽ có mấy người ha? Có 5 người. 5 người. 5 người thì vi phạm cái điều kiện thì cái này cũng loại luôn. Như vậy thì rõ ràng cái trường hợp B này là SI này nó không thể cùng thuộc một nhóm được. Vậy thì mình kết luận là SI là không không thể cùng thuộc một nhóm được. Một nhóm được. Đấy, cho nên ở đây mình sẽ chọn phương án B. Đúng rồi. Là tất cả các phương án đều có thể là các cái cặp này đều có thể cùng thuộc một nhóm nào đó, nhưng mà thằng S và Y này không thể cùng thuộc một nhóm được. Đúng không? Cho nên chỗ này mình chọn phương án B. Chọn phương án B ha. Là cái chỗ này câu 59 này là mình chọn phương án B chứ không phải A nha các em. Thì mình xét A rõ ràng nó hợp lý nè, A A tức là S và R có thể cùng thuộc một nhóm 1 được. Đây đây là câu 59. Bây giờ mình coi câu 60. Câu 60. Đấy, là cố gắng là coi câu 60 các em. Câu 60 thì nó nói S ở nhóm 1. Mình chia hai nhóm này. Bây giờ S ở nhóm 1. Mà S với S nhóm 1 thì V nó cũng phải thuộc nhóm 1 các em. V nó cũng phải thuộc với nhóm 1. Tại vì cái điều kiện thứ hai nè, nếu S ở nhóm 1 thì V cũng phải thuộc nhóm 1 luôn. Đấy. Vì V nhóm 1 phải không? Đó, thì bây giờ mình coi coi thằng cái điều kiện R và T không cùng thuộc cùng nhóm. Rồi, bây giờ thì nhóm 1 nó còn một người phải không? Còn một người. Bây giờ nếu mà mình xét T mà nó ở nhóm 1 luôn. Xét hiện từng trường hợp phải không? Bây giờ mình có SV ở nhóm 1 rồi nè. Bây giờ nếu mà R ở nhóm 1 thì sao? Xét trường hợp thứ nhất. À, nếu mà R ở nhóm 1. Tức là mình đang xét phương án A ha, xét A. Xét phương án A. Nếu như R ở nhóm 1 thì sao? R ở nhóm 1 thì cái thằng T này là phải bắt buộc với nhóm 2 đúng không? Tại TR không cùng thuộc nhóm mà. Và V kép nó cũng với nhóm 2 và cái còn lại YX nó cũng nhóm 2 như thế này. Nó thỏ đúng không? Rõ ràng nó bắt buộc như thế. Là mình thì cái này nó có thể đúng thôi. Bây giờ mình xét tiếp thử các cái trường hợp khác thôi, nó có như vậy thế không? Nếu trường hợp mà T nó là ở nhóm 1 thì sao? Nếu mà T ở nhóm 1. T nhóm 1, như mình xóa cái này đi. Nếu mà T nằm ở nhóm 1 nè. Thì thằng V kép nó không thể nhóm 1 được. Tại vì nếu V kép nhóm 1 thì nó vi phạm là T nó phải nhảy sang nhóm 2 sao? Đấy, cho nên V kép nó phải nằm bên đây. Xóa cái này đi. Cái này đủ ba cái rồi. Vậy thì còn lại là ít gì đây, ít y và r như thế này vi phạm điều gì không? Đó là điều nào sau đây phải đúng, phải đúng. Tôi nhớ vậy, cái này là nó cũng đúng luôn nghe, cái này nó cũng đúng luôn. T nó với một vẫn được nghe,
Cho nên là cái chỗ này nó cũng đúng luôn rồi. Nó cũng thỏ luôn rồi. Bây giờ tôi thử T nhóm 2 rồi được rồi. R với 1. Cái này tôi đi giải cho. R với 1 được không ta? Mình sẽ thử xét cái C luôn coi. Nếu mà T ở nhóm 2, T ở nhóm 2 thì sao? Ngày 6 này. Rồi, hiện tại nha. Bây giờ mình xét thử cái T. Nếu thằng ớt ở nhóm 1, mình có ít sẵn ở nhóm 2 rồi đúng không? Nếu mà T này nó ở nhóm 2, T ở nhóm 2 mình đang xét cái C này, T ở nhóm 2 thì nó sẽ xảy ra khả năng này. Thì bắt buộc là R nó cũng ở nhóm 1 đúng không? Tại vì T với R là không cùng một nhóm, không cùng một nhóm. Rồi nè, mà S ở nhóm 1 á, thì V nó cũng ở nhóm 1 không em, V ở nhóm 1. Đấy. Thì có trường hợp là V kép này nó là nó nằm ở nhóm 2 và Y nằm nhóm 2 thì cũng cũng thỏ luôn. Thỏ luôn, sao cái nào cũng thỏ, cái nào cũng đúng chứ. À, bây giờ mình sẽ xét tiếp câu D nha. Câu D. À, thì hôm thầy sửa thì thấy như cái đề này nó sai mà phải sửa chữ này thành chữ phải sai. Xét cái phương án D nha. Ở đây nếu mà y ở nhóm 1 thì sao? Nếu mà y ở nhóm 1 thì sao? Y thuộc nhóm 1. Tức là mình sẽ có cái đồ hình thế này lên 1 bên đây ha. Đây 2 nè. Và nó nói ớt ở nhóm 1 thì bắt buộc V nhóm 1, rồi bây giờ thêm y V nhóm 1, rồi bây giờ thêm y nhóm 1 nữa thì nhóm 1 đủ 3 người đúng không? Như còn lại là T V kép x với gì đây? X với R đúng không? R. R. Thì rõ ràng là suy ra là gì? T với R thuộc nhóm 2 là vô lý. Đấy. Thì không thể T với R không thể cùng thuộc nhóm được. Cho nên là chỗ này là nếu S ở nhóm 1 thì điều nào sau đây phải sai? Mình phải sửa cái đề đó mới được em, mà cái này sai. Để đề tôi làm giỏi quá. Xin lỗi các em chỗ này. Cho nên chỗ này mình chọn phương án D em. Tại vì ba phương án trước đều thỏa mãn hết rồi. Nếu như S ở nhóm 1 thì R vẫn có thể nhóm 1, T vẫn có thể nhóm 1, T vẫn có thể nhóm 2, nhưng mà Y không thể ở nhóm 1 được. Bởi vì nếu Y ở nhóm 1 thì bắt buộc là thằng T với R nó phải cùng thuộc nhóm nha. Thấy không? Nó sẽ vi phạm với cái điều kiện thứ nhất này. Cho nên ở chỗ cái câu này đó là câu 60 này em sửa cái đề đó dành thầy là nếu ớt ở nhóm 1 thì điều nào sau đây phải sai, phải bắt buộc sai đó. Thì cái đề ở cái buổi số 3 này á là thầy lấy ở trong cái đề của cái nhóm biên soạn. Đề số 1 này thì cái đề này thì thấy cái nhóm này nó biên soạn nó cũng có cũng được em, nhưng mà nó hay sai sót. Thì tạm tạm thời đấy thì làm cái đề thầy soạn lại thì thầy phải soạn lại rồi thầy gỡ cho các em, mà thầy chưa chưa coi kỹ cái chỗ này ha. Cho nên chỗ câu 60 này em sửa lại cho thầy là chỗ này là nếu ớt là nhóm 1 thì điều nào sau đây phải là sai ha, phải sai. Thì mình rõ ràng nếu mà D Y là nhóm 1 thì bắt buộc ba thằng bốn thằng này nó phải nhóm 2, tức là T R nó cùng nhóm. Thì ở mấy câu này á, thì nó hay hỏi mấy nó sử dụng mấy cái điều kiện á. Thì nếu thì thầy thấy còn có nhiều người ta hay hay nhầm lẫn là nếu V kép với nhóm 1 thì T với nhóm 2 bắt buộc hai này nó phải khác nhóm, là không đúng phải không? Nếu có cái lập luận là nếu V kép với nhóm 1 thì T nhóm 2 thì bắt buộc V kép với T này nó phải khác nhóm, là không đúng không? Lập luận tức là nó không có nghĩa là V V kép với T nó khác nhóm. Không? Thì mình hay gặp sai lầm này, mình cứ gặp cái điều này mình nói nó khác nhóm,
không phải, nó có thể cùng nhóm 2 nha, nó chỉ không cùng nhóm 1 thôi, nhưng mà nó có thể cùng nhóm 2 đó. Thì cái đề ở buổi số 3 của mình nó có 10 câu như thế, bây giờ thì nó phân tích xong rồi đó, thấy không? Thì còn bữa hôm cái đề thì nó lên cái bài tập, thầy để bài tập B3 đó là có hai đề á. Hai đề thì ở đây là thầy sửa một đề ha, một đề thì buổi sau mình sẽ làm tiếp đề. Rồi thì buổi học tới đây tạm dừng nha các em. Mình có thắc mắc gì không ạ? Nếu không có thì mình nghỉ ha.